Xin chào các bạn, hiện nay thì có rất nhiều loại máy lọc không khí khác nhau đến từ những thương hiệu khác nhau, điều đó làm cho bạn phân vân không biết nên chọn loại máy lọc không khí nào. Vì vậy trong video này mình sẽ đưa ra một số thông tin về các hãng máy lọc không khí cho các bạn tham khảo để các bạn có thể lựa chọn được cho mình và gia đình một chiếc máy lọc không khí phù hợp nhất nhé. Đứng ở vị trí đầu tiên đó chính là máy lọc không khí Airac IDE. Airac IDE là một thương hiệu máy khử khuẩn và làm sạch không khí ít thông tin so với các thương hiệu đình đám khác. Tuy nhiên vì sao tôi vẫn xếp số 1 trong các dòng máy lọc không khí nên mua? Nếu các độc giả là y bác sĩ hoặc những cán bộ tuyến đầu trong công tác phòng chống dịch COVID-19 thì có thể sẽ biết đến thương hiệu này. Đây là sản phẩm duy nhất được lắp đặt trong các phòng cách ly khi dịch bùng phát thời gian vừa qua và đã được rất nhiều bệnh viện tin dùng nhờ cơ chế đột phá giúp diệt vi khuẩn, virus và loại bỏ độc tố ô nhiễm trong không khí. Đây là dòng máy lọc không khí sở hữu công nghệ độc quyền của Cục Hàng không và Vũ trụ Mỹ, NASA, không sử dụng màng lọc như các máy lọc không khí khác. Điều đặc biệt ở đây là máy có thể tiêu diệt luôn, không phải lọc 99,9997% phần tử không phân biệt kích thước và ngay cả nhỏ đến 0.1 micron như vi khuẩn, virus, bụi mịn PM25, VOX và khử mùi hiệu quả. Thông thường các vi khuẩn, virus gây bệnh như cảm cúm, viêm phổi, H1N1 đều có kích thước. Tại Việt Nam, đặc biệt trong giai đoạn dịch COVID-19, Airac IDE đã được trang bị trên nhiều bệnh viện lớn như Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, Đơn vị Tuyết đầu cách lý COVID-19, Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Phổi Trung ương, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Và cũng là sản phẩm được khuyên dùng bởi khả năng mang nguồn không khí sạch hỗ trợ chữa bệnh và tăng cường sức đề kháng cho những người mắc bệnh về đường hô hấp, các bệnh nhân nói chung và bà bầu, trẻ sơ sinh, người già. Airac IDE là thương hiệu khử khuẩn và làm sạch không khí chuyên dụng công nghệ NASA, được nhiều chứng nhận quốc tế và trong nước FDA, IEC, Edison Award, Texas University Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường Bộ Y tế, hơn 20 đơn vị bệnh viện trong nước quan trắc kiểm nghiệm thực tế. Đứng ở vị trí thứ hai đó chính là máy lọc không khí Saab. Máy lọc không khí Saab có khá nhiều mẫu mã cho bạn lựa chọn, gồm hai loại chính là máy lọc không khí phòng và máy lọc không khí trên ô tô. Máy lọc không khí Saab được thiết kế theo công nghệ độc quyền Plasma Cluster Ion của Saab cùng bộ lọc HEPA thông minh, đem tới sự đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng. Khả năng lọc các loại vi khuẩn, nấm mốc, bụi bẩn, mùi hôi, vi vắt H5N1, các tác nhân gây dị ứng như lông động vật nuôi trong nhà hiệu quả tới 96.5%. Sản phẩm được ứng dụng công nghệ Inverter hay còn gọi là công nghệ biến tần tiên tiến hàng đầu hiện nay nhằm kiểm soát công suất, tiết kiệm điện năng, vận hành linh hoạt. Không những vậy, máy còn có chức năng bắt muỗi với cơ chế sử dụng đèn phát sáng UV, hạn chế khả năng lây lan hoặc mắc bệnh truyền nhiễm thông qua con đường này. Bên cạnh đó, máy còn có chức năng tạo ẩm, dưỡng ẩm cho da, tóc để không bị khô và chức năng hút ẩm, nhanh hong khô quần áo, trở thành cánh tay phải đắc lực của các bà nội trợ, nhất là trong dịp mùa mưa độ ẩm cao. Thiết kế sản phẩm hướng đến sự nhỏ gọn, hiện đại với màu sắc cơ bản là trắng và đen, phù hợp với mọi loại kiến trúc gia đình. Đứng ở vị trí thứ ba đó chính là máy lọc không khí Panasonic. Panasonic có nhiều mẫu máy lọc không khí giá khá 4 triệu tới 12 triệu, phổ biến trên thị trường hiện nay. Đặc điểm chung của các dòng máy này là sự nhỏ gọn, dễ dàng di chuyển, đồng thời cung cấp các chức năng đơn giản, dễ sử dụng. Thiết kế hiện đại, tiện dụng với cân nặng chỉ từ 46kg. Panasonic có mức giá ở tầm trung và đều được trang bị công nghệ nano, aerosol khử mùi hiệu quả. Ngoài ra cũng giống như Saab, Panasonic cũng có các tấm lọc giúp giữ vi khuẩn, virus lại trong máy, sử dụng tinh chất trong trà xanh để vô hiệu hóa chúng. Nếu bạn là tín đồ của Panasonic, bạn có thể mua sử dụng thử máy lọc không khí này. Đứng ở vị trí thứ tư, đó chính là máy lọc không khí Xiaomi. Nếu bạn vẫn băn khoăn máy lọc không khí nào tốt, thì Xiaomi sẽ là loại máy lý tưởng cho bạn. Được biết đến là một hãng nổi tiếng về công nghệ của Trung Quốc. Xiaomi không chỉ sở hữu những tính năng thông minh mà còn có giá thành rất khả quan phù hợp với kinh tế nhiều gia đình. Luôn ổn định về chất lượng và các tiêu chuẩn cần thiết. Tuy giá thành không quá cao như các loại máy khác, nhưng chất lượng của Xiaomi vẫn đảm bảo vượt trội. Nó có khả năng lọc sạch không khí, diệt khuẩn, khử mùi hiệu quả. Công nghệ lọc HEPA tiên tiến đảm bảo cả về độ bền. Đứng ở vị trí thứ 5 đó chính là máy lọc không khí Coway. Máy lọc không khí Coway cũng là thương hiệu khá nổi tiếng trên thị trường máy lọc không khí hiện nay, với các mẫu mã máy lọc có giá từ 3 đến khoảng 13 triệu đồng. Máy lọc không khí Coway thường gồm màng lọc trước và màng lọc HEPA, có một số đặc điểm như màng lọc làm từ nguyên liệu tự nhiên, hệ thống điều khiển nhân tạo thông minh, hiển thị mức độ ô nhiễm của không khí. Máy lọc không khí Coway được thiết kế theo phong cách hiện đại, màu sắc trung tính, tổng thể sang trọng, dễ dàng lắp đặt ở nhiều khu vực khác nhau mà vẫn duy trì được sự hài hòa của kiến trúc như phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ, phòng làm việc, phòng họp. Máy lọc không khí Coway cũng sử dụng màng lọc HEPA với hệ thống 5 màng lọc lọc khuẩn tốt, khử sạch mùi hôi, đem lại không khí trong lành, thư giãn cho người sử dụng và áp dụng công nghệ biến tần Inverter tiết kiệm năng lượng. Với mức giá nằm ở phân khúc cao, sản phẩm của Coway không thể thiếu các chế độ tự động thông minh, cảm biến ánh sáng, bụi bẩn và hệ thống đèn báo mức độ nhiễm, độ ẩm. Không những thế, toàn bộ sản phẩm máy lọc nước không khí Coway được sản xuất lắp ráp và nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc. Và đứng ở vị trí cuối cùng đó chính là máy lọc không khí Hitachi. Hitachi là thương hiệu máy lọc không khí nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản. Giá các dòng sản phẩm của Hitachi trên thị trường dao động từ 4 triệu tới 22 triệu.
Các máy thường có điểm chung là nhỏ gọn, được trang bị cảm biến bụi mùi, sử dụng bộ lọc HEPA, một trong những công nghệ lọc khí phổ biến nhất trên thị trường, đặc biệt hiệu quả trong việc lọc các tạp chất trong không khí với kích cỡ lớn hơn 0.3 micron. Các sản phẩm cao cấp đều có tính năng tạo ẩm cũng như sử dụng nhiều bộ cảm biến, công nghệ hiện đại hơn. Đa phần các dòng máy của Hitachi thường có giá ở phân khúc trung và cao cấp. Và vừa rồi là top 6 máy lọc không khí hãng nào tốt chất lượng nên mua và được sử dụng phổ biến nhất hiện nay mà mình vừa giới thiệu với các bạn. Mình hy vọng là những thông tin vừa rồi sẽ giúp được cho các bạn chọn được cho mình và gia đình một chiếc máy lọc không khí phù hợp nhất. Link mua sản phẩm mình có để ở dưới cái phần mô tả của video này, các bạn vào tham khảo nhé. Và video của mình đến đây là hết. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.